chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật bạn về hai dự án là dự án Tone Station và dự án mình chạy lút của là dự án NoodPay nhé. Thì gần đây có rất nhiều cái nền tảng Airdrop là cho cộng đồng mình đào mining ở trên bot Telegram đấy, nhưng mà mình cũng hạn chế cập nhật cái kèo mới vì một số cái kèo cũ đang trong lúc là chuẩn bị để mà kết thúc cái quá trình mình khai thác, thì mình sẽ ưu tiên mình cập nhật nhiều hơn về cái tiến độ để mà phân phối Airdrop TGE. Còn những cái dự án Airdrop mới thì mình sẽ kiểm tra những cái kèo nào mà thấy thật sự là tiềm năng mà phát triển thì mình sẽ giới thiệu cho bạn, còn cũng sẽ hạn chế giới thiệu về những cái dự án mà nó đại trà quá nhé. Thì trước tiên mình sẽ cập nhật bạn về dự án Tone Station. Cái dự án này chính thức là trang chủ của là bên phía Tone Blockchain. Cách đây là một ngày trước đã có một cái bài viết đánh giá về là dự án Tone Station. Mục tiêu chính của là Tone Station là trở thành nền tảng phân phối trò chơi cao cấp, cung cấp các trò chơi độc quyền, nội dung hàng đầu và airdrop từ các nhà lãnh đạo trò chơi Web3. Nó cũng hướng đến các mục tiêu trở thành nền tảng social file hàng đầu, có nội dung theo mùa với phần thưởng độc đáo và nhiều hơn nữa. Các tính năng của là Tone Station thì ở đây có một cái video mô phỏng về cái hệ sinh thái của là dự án Tone Station được chính cái trang Twitter của là dự án Tone Blockchain thì họ đã quảng bá về dự án. Và ở video trước mình cũng đã cập nhật các bạn về cái thời gian phân phối TGE dự án thứ nhất ấy, thì cuối tháng 11 sẽ là niêm yết ở trên sàn là cấp 1 nhé. Như vậy đếm ngược còn lại là 29 ngày nữa sẽ là Airdrop TGE phân phối token cho cộng đồng. Và cái mã đồng quay chính dự án là cái đồng SUN này, là cái đồng token chính của là dự án. Còn trong video ngày hôm nay chủ yếu là mình cập nhật bạn về cái thông báo mới của dự án, cũng là một trong những cái phần thưởng mà mình đang chuẩn bị sẽ là mở khóa Airdrop là TGE. Thì cách đây là 22 giờ trước thì dự án có một cái bài nhấn mạnh về cái mục ở trong cái mục quét, là cái mục mà mình làm nhiệm vụ hàng ngày. Ở đây thì nó không cho mình dịch nên là mình sẽ nói qua là ở trong cái mục quét này có một số cái nhiệm vụ mình sẽ là làm để mình nhận thêm nhiều cái điểm thưởng, cái điểm point của là cái đồng SUN này. Thì bao gồm cái nhiệm vụ là mình tương tác với cái nền tảng mà hợp tác với dự án Tone Station. Có một cái giới thiệu chẳng hạn là mình tương tác với dự án mình đào cái đồng là Blum đấy, thì cũng là cái nền tảng mà đang ở trong cái mục là hàng ngày, ở cái mục quét hàng ngày mình làm nhiệm vụ dự án nhé. Thì bên phía dự án Tone Station thì họ cũng đã là lấy một cái ví dụ demo là ở trong cái mục quét ấy, thì mình có thể làm cái nhiệm vụ là cái dự án đào cái đồng là Blum này. Thì mình càng đào nhiều cái điểm point thì đến lúc mà TGE thì nó cũng khẳng định cái vai trò để mà mở khóa cái token cho cộng đồng nhé. Và theo như cái kế hoạch của là dự án ấy, thì thứ nhất là sẽ có là 7.500.000 USD là cái vốn hóa bị pha loãng này, không có quyền sở hữu và không có khóa, có nghĩa là sẽ là mở khóa cho cộng đồng là full là 100% nhé. Và cũng không có yêu cầu là cái nguồn vốn tài trợ, có nghĩa là cái quỹ đầu tư mạo hiểm vào là dự án, và bệ phóng là công bằng cho tất cả cộng đồng. Rồi như vậy cái ngày mà ấn định thì cuối tháng 11, như vậy đếm ngược còn 29 ngày nữa sẽ là niêm yết cái đồng SUN là cái đồng quay chính của dự án. Thì theo như cái bài viết ở trên kênh Twitter dự án, ở cái mục mà quét lên này là cái mục mà hàng ngày bạn nên vào đây mình tương tác với dự án. Thì ở trong cái mục quét này thì có cái nhiệm vụ hàng ngày, chẳng hạn đây mình cũng đã làm một số cái nhiệm vụ nhé. Chỉ còn lại duy nhất là một cái nhiệm vụ là mình min một cái NFT, và mỗi cái nhiệm vụ các bạn làm ở đây thì mình sẽ nhận thêm cái phần thưởng cái đồng SUN là cái đồng token sau này sẽ là Airdrop cho cộng đồng. Ở đây sẽ có một cái nhiệm vụ này thì bạn nào muốn làm thì mình làm, còn nếu các bạn không muốn làm thì cũng không ảnh hưởng nhé. Vì đây chỉ là một cái nhiệm vụ mà tăng thu nhập mình kiếm thêm cái phần thưởng token của dự án. Thì như vậy nếu bạn nào mình muốn là min, các bạn bấm vào đây mình liên kết ví, các bạn bấm vào confirm này, mình cần thanh toán là cái gas là 0.05 đồng Tone ở đây để mình hoàn thành cái nhiệm vụ này, và mình sẽ nhận thưởng thêm cái điểm point của là dự án. Đó, như vậy đây mình đã là transfer là 0.05 đồng Tone. Thì quay lại cái app này, họ check khoảng độ là 2-3 phút ấy, thì mình sẽ claim được là 1.000 cái điểm SUN nhé. Như vậy các bạn, cái này nó chỉ là một cái check in mà mỗi ngày thôi, nhưng mà nó không bắt buộc nên là các bạn có thể là bỏ qua luôn nhé, mình không cần là phải làm cái check in này đâu. Nhưng mà ở đây nó có rất nhiều cái nhiệm vụ mỗi ngày để mình kiếm thêm nhiều cái điểm point dự án.
À, chẳng hạn mình tương tác với những cái mạng xã hội, mình follow cái kênh mạng xã hội mà liên kết với dự án. Thì khi bạn làm đây, mình sẽ nhận thêm nhiều cái sản lượng điểm point dự án. Và theo như cái kế hoạch thì dự án chính thức ấy là còn lại 29 ngày đang đếm ngược đây để mà niêm yết và sẽ là phân phối ESOP TGE. Thì cái cơ hội mình đào cũng không còn lại là bao nhiêu. Các bạn tranh thủ mỗi ngày mình vào đây mình đào, và mỗi ngày các bạn vào cái mục quét này để mình làm nhiệm vụ, mình kiếm thêm nhiều cái điểm point dự án này để mà chờ đến cuối tháng 11 thì dự án sẽ là niêm yết và sẽ là phân phối TGE. Còn bây giờ mình cập nhật các bạn về cái dự án thứ hai là cái dự án Loopay. Đối với dự án Loopay này, ở trên cái kênh Twitter dự án cũng có một cái thông báo ấy là đang rà soát những cái tài khoản mà bot, những cái tài khoản mà gian lận nhé. Nên cũng thể là sẽ có một số cái tài khoản mà bị là hạn chế hay là bị xóa bớt những cái điểm point mà mình đào được ở trên đấy. Là vì theo như cái bài viết mới nhất cách đây là 1 giờ trước này thì dự án có một cái nhấn mạnh là thứ nhất là cũng đang chuẩn bị mà có một cái đợt là ESOP TGE đợt 1 của là dự án. Có nghĩa dự án này sẽ có hai cái đợt là ESOP TGE, thì bao gồm là đợt 1 thì cũng có thể trong thời gian tới dự án sẽ phân phối đợt 1 nhé. Và có một cái là tránh cái tài khoản mà lạm dụng ấy, thì như kiểu là thiết lập cái VPN. Cái VPN là cái mình gọi là fake cái IP nhé. Hay là những tài khoản nào mà có một cái lượng đào mà nó nghi ngờ vượt qua 10 triệu nhưng mà cái lượng đào này nó không chứng minh được ấy, thì có thể là một cái tài khoản mà bất hợp pháp thì dự án sẽ là bị xóa bỏ cái điểm mà kiếm được, nếu mà không chứng minh được là mình đào nó là minh bạch mà mình dùng cái như kiểu là mà mình dùng cái như kiểu cái VPN này để mình fake cái IP nhé. Thì đây là tổng quan về cái giới thiệu mới vào dự án. Thứ nhất là nó sẽ có một cái đợt mà phần thưởng đợt 1 TGE của là dự án. Thì khi nào mà dự án phân phối cái TGE đợt 1 thì mình cũng sẽ cập nhật để cho các bạn biết. Còn ở trong cái app mình đang chạy lút này thì ở cái mục là Open Dashboard đấy, nó sẽ có một cái mục là nhiệm vụ mới. Các bạn đăng nhập vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái chỗ nhá. Đây các bạn nhìn thấy ở cái đây nó sẽ có cái chỗ là check in mỗi ngày để mình nhận thưởng này. Và các bạn bấm đây mà nó hiện tất cả cái nhiệm vụ mà mình có thể mình bắt buộc phải là hoàn thành để mà chứng minh là cái con người thực nhé. Thì bao gồm là cái nhiệm vụ là các bạn cần phải là đây là cái nhiệm vụ mà câu đố câu hỏi là mình đặt cái giới tính và cái quốc gia mình hay là lần đầu mình biết tới là Web3 thôi. Còn các bạn bấm cái chỗ là view all mission đây thì nó hiện lên tất cả cái nhiệm vụ mà mình có thể vào đây mình claim thêm cái điểm point dự án, như là cái nhiệm vụ là mình sẽ là connect với Discord của dự án này. Thì sau khi bạn connect thành công có chữ màu xanh đây thì mình bấm chỗ là claim này để mình nhận thưởng này. Hay là cái nhiệm vụ mà bạn connect với Twitter của là dự án thì mình cũng làm xong thì bạn bấm vào chỗ là claim ở đây. Có một cái rất là quan trọng là các bạn cần phải là verify mail để mà chứng minh mình là cái con người thực ấy. Thì khi bạn bấm vào chỗ là verify đây thì dự án sẽ gửi cho mình một cái liên kết về cái mail mà mình đang đăng ký khai thác của là dự án NotDePay. Thì bạn đăng nhập vào mail, các bạn bấm cái nút là xác minh. Thì sau khi bạn bấm cái nút mà xác minh thì đưa mình sang cái trang để mình đăng nhập trên dự án NotPay. Thì bạn đăng nhập bằng mật khẩu và bằng mail để mình hoàn tất quá trình là xác minh mail ở đây. Thì tích xanh đây các bạn sẽ claim cái phần thưởng là mình verify mail. Và các bạn follow cái kênh Twitter dự án ấy, thì mình cũng sẽ nhận thưởng đây. Hay là mình join kênh Discord dự án thì mình sẽ là nhận thưởng ở đây. Và các bạn lưu ý là có cái nhiệm vụ là check in mỗi ngày. Khi mà các bạn check in đủ là 30 ngày đấy. Các bạn để ý cho mình là cái nhiệm vụ này sẽ có cái mốc phần thưởng, ví dụ là 1 đến 7 ngày, từ 7 đến 14 ngày, từ 14 đến 21 ngày hay từ 21 ngày đến 28 ngày thì mình sẽ bonus thêm cái phần thưởng theo cái thì mình sẽ nhận thưởng thêm cái phần thưởng bonus theo cái chuỗi nhé. Chẳng hạn là chuỗi 14 ngày thì mình sẽ mở khóa là 400 này, hay là chuỗi 21 ngày, chuỗi 28 ngày thì mình sẽ mở khóa tương ứng. Đó, như vậy đây là cái mục là dashboard thì nó hiện tất cả cái mục mà mình đang kiếm cái điểm point dự án. Còn các bạn kéo lên một chút thì sẽ có cái mục, đây là cái mục để cho bạn check in mỗi ngày và cũng là cái nhiệm vụ mà mình verify mail hay là xác minh
code nhé. Như vậy các bạn bấm ở chỗ là view all mission này, nó sẽ hiện lên hết cái nhiệm vụ mà mình sẽ làm để mà mình nhận thưởng cái điểm qua dự án. Thì cái quan trọng nhất các bạn phải là chứng minh mình là cái con người thực, thì bao gồm là mình phải xác minh đích code là một này, follow liên kết cái kênh Twitter dự án là hai, và các bạn phải là xác minh mail được là ba. Thì đây cũng là ba cái yếu tố để mình chứng minh mình là cái con người thực để mà chuẩn bị trong đợt là nhận ESOP đợt 1 của là dự án NotPay. Thì như vậy mình cũng đã cập nhật bạn về dự án NotPay và dự án Tonation. Còn bây giờ mình xin được gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.